Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá Hot nơi cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và thú vị nhất đến với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chính đáng chú ý có trong ngày. Vừa đặt chân đến Phú Thọ, U23 Việt Nam nhận lợi thế khổng lồ tại vòng loại U23 châu Á 2024. Indo tan đàn sẻ ngé. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 8 năm 2023, huấn luyện viên Philip Chuzer và đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Sài Gòn Phú Thọ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 9 trên sân Việt Trì, Phú Thọ. Với việc được thi đấu trên sân nhà cũng như kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024 giúp U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu dễ và có nhiều cơ hội giành vé đến vòng chung kết tại Qatar. Chiều 25 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U23 châu Á 2024 Lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 đảo Guam, U23 Singapore và U23 Yemen. Nhìn chung, bảng C được xem là bảng đấu không quá khó khăn với U23 Việt Nam. U23 Việt Nam từng 4 lần tham dự vòng chung kết U23 châu Á và 2 lần giành kết quả ấn tượng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. 4 năm sau, huấn luyện viên Gôm Okun tiếp tục đưa U23 Việt Nam vào đến tứ kết và chỉ chịu thua U23 Ả Rập Xê Út 0-2. Đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Lần này thì U23 Việt Nam là thế hệ cầu thủ mới được dẫn dắt bởi huấn luyện viên mới nên sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng trước mắt, kết quả bốc thăm hoàn toàn ủng hộ U23 Việt Nam trong việc giành vé dự vòng chung kết khi các đối thủ đều nhẹ. Guam thì quá yếu, Singapore vừa thua Việt Nam 1-3 ở vòng bảng SEA Games 32. Yemen cũng không đáng ngại khi họ xếp sau khá xa Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA hạng 157 so với hạng 95 thế giới. Ngoài ra sân nhà cũng là một lợi thế cho U23 Việt Nam. Sân vận động Việt Trì Phú Thọ là nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại bảng C, vòng loại U23 châu Á 2024. Đây thực sự là một thông tin rất vui, bởi với việc trở thành chủ nhà của bảng đấu, U23 Việt Nam nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết. Khi được thi đấu trên sân nhà với sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Vì thế điều quan trọng nhất với huấn luyện viên Chuzer chỉ là làm thế nào tận dụng thêm vòng loại này để sàng lọc và hoàn thiện thêm lứa cầu thủ trẻ chuẩn bị cho tương lai. U22 Việt Nam chỉ giành huy chương đồng SEA Games 32 nhưng đã chơi tốt qua từng trận đấu. Và nếu có thêm nhiều giải đấu để cọ sát và trưởng thành, nhà cầm quân người Pháp tự tin các học trò sẽ càng chơi tốt hơn để hướng đến châu Á và sân chơi World Cup. Sau thất bại bạc nhược trước U23 Việt Nam ở trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023, U23 Indonesia tiến tới vòng loại U23 châu Á 2024 với vô vàn nỗi lo và sự run rẩy. Trên các diễn đàn, hầu hết đều tỏ ra lo ngại cho viễn cảnh khi mà tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 của đội tuyển U23 Indonesia. Và không ít trong số họ đã liên tưởng tới đội tuyển U23 Việt Nam để cảnh báo đội nhà rằng nếu cứ bạc nhược như thế trước một đội bóng lớn, U23 Indonesia sẽ không thể vươn mình. Thành thật mà nói, đối với đội tuyển U23 Indonesia, ngay cả khi đưa về một huấn luyện viên chuyên nghiệp, danh tiếng thì điều đó cũng không thể làm thay đổi mọi thứ, vì nền tảng của bóng đá Indonesia là rất yếu kém. Thất bại của nền bóng đá Indonesia những năm gần đây có thể nói là hệ quả của sự yếu kém trong khâu tổ chức và quản lý của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, không khó hiểu khi bóng đá Indonesia xuống cấp dần theo từng năm nạn mua bán độ giàn xếp tỷ số diễn ra thường xuyên bạo lực trên sân cỏ cầu thủ bị nợ lương nhiều đội bóng phải phá sản đào tạo trẻ bị bỏ bê nhà tài trợ thì rút lui thầy bảo trò không nghe mới đây ông nova arianto đã có những tiết lộ bất ngờ về các cầu thủ xứ vạn đảo vị trợ lý này cho biết các cầu thủ thi đấu rất tùy tiện vô tổ chức và không phát huy được hết năng lực ông arianto nói các cầu thủ phải sẵn sàng cống hiến cho đội bóng của mình họ cần phải chạy nhiều nhìn các cầu thủ indonesia thi đấu có cảm giác họ tìm kiếm sự thoải mái khi chơi bóng ở câu lạc bộ muốn chạy thì chạy còn thấy mệt thì cứ đi bộ cách thi đấu ấy khiến cầu thủ không thể phát huy hết tiềm năng ban huấn luyện nghĩ họ phải sẵn sàng thử thách bản thân để nâng cao khả năng của mình họ phải tìm kiếm giới hạn của bản thân thay vì cứ thi đấu như vậy tất cả khiến nền bóng đá indonesia ngày càng đi xuống Hiện tại PSSI đang cố gắng khắc phục những vết thương gây ra trong quá khứ, nhưng rõ ràng là hành trình đó còn quá nhiều những gian nàn. Người hâm mộ Indonesia để lại bình luận được nhiều người đồng tình. Tôi thấy Việt Nam đã bài bản, có ý tưởng và đặc biệt là phòng ngự rất hay. Các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam đã và đang ngày một lớn mạnh và trở thành lá cờ đầu của ASEAN. Bóng đá Việt Nam là lá cờ đầu của khu vực Đông Nam Á để hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Nhưng khi quay sang đội nhà, rõ ràng Indonesia kém xa. Chúng ta mãi mãi là những con ngăn vườn ù ờ trước Việt Nam. Đừng để những thành tích ở SEA Games 32 làm mờ mắt chúng ta. Thành công của bóng đá Việt Nam ở các giai đoạn khoảng 5 năm vừa qua gắn liền với dấu ấn của huấn luyện viên Hàn Quốc. Ở thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các cấp độ đội tuyển đều gặt hái thành công nhất định, từ Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, cho đến vòng loại cuối cùng của World Cup người hâm mộ indonesia khác có tên là asnawi mangkulam thì cho rằng với những thành công nối tiếp nhau như vậy đã nâng tầm vị thế cho bóng đá việt nam ở đấu trường châu lục người này nhận định tôi nghĩ tương lai bóng đá việt nam đang rất khả quan và đã vượt xa khu vực đông nam á giờ là lúc các bạn nên thoát ra khỏi việc ưu tiên cho những mục tiêu asean vì vốn dĩ đã đạt được hầu hết các danh hiệu quan trọng rồi Bóng đá Việt Nam đang thực sự tiến bộ và dần thu hẹp khoảng cách với các đội top đầu châu lục. Ngay từ bây giờ, hãy tập trung cho chặng đường tiếp theo. Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến mục tiêu cao hơn, cụ thể là World Cup 2026. Là một người hâm mộ Indonesia, tôi thấy chán nản cho nền bóng đá nước nhà. Bóng đá Indonesia đang trải qua một giai đoạn khó khăn do những lý do chủ quan và khách quan khác nhau. Muốn vực dậy một nền bóng đá như vậy cần nhiều thời gian và tâm huyết của những người làm công tác lãnh đạo. Ngoài yếu tố chuyên môn với 40 năm theo dõi bóng đá Đông Nam Á, ông Asnawi Mangkulam luôn đánh giá cao tinh thần và bản lĩnh mà các chiến binh sao vàng thể hiện mỗi khi bước ra sân thi đấu. Ông nói thêm: Các cầu thủ Việt Nam dường như mang sẵn dòng máu chiến thắng nên tâm lý thi đấu rất kiên cường và họ luôn nỗ lực hết mình cho mục tiêu đề ra. Cầu thủ Việt Nam cũng có tiềm năng giống như Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Điều quan trọng là phải xây dựng được nền tảng vững chắc ngay từ đứa trẻ với các chương trình đào tạo dài hạn có thể kéo dài 10 năm với mục tiêu tạo ra những cầu thủ có kỹ năng toàn diện để phát triển thành đội bóng mạnh mẽ. Ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, họ cũng đang làm bóng đá như vậy. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng F cùng với đội Iraq, Philippines và đội thắng trong trận playoff giữa Indonesia và Brunei. Sau khi lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì việc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 sẽ là nhiệm vụ bắt buộc của huấn luyện viên Philip Chuzy. Thành phần đối thủ ở bảng F hình thành một cục diện rất nhiều cảm bẫy. Nên nhớ trong số các ông lớn của bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu thiếu sự ổn định vì đang trong thời kỳ quá độ để thích ứng với triết lý mới của huấn luyện viên Chuzy. Nhà cầm quân 68 tuổi chia sẻ với thể thức mở rộng ở vòng loại World Cup 2026, các nước nhóm đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia hay Philippines đều có quyền đặt tham vọng đi sâu, ít nhất là vượt qua vòng loại thứ hai. Các đội đều có mục tiêu riêng, gồm cả những đội mà chúng ta thường đánh giá không cao như Philippines. Đội Philippines tham dự vòng loại World Cup 2026 này sẽ có nhiều cái tên mới, do đây là loạt đấu thuộc FIFA Days, khác hẳn thành phần đội tuyển của họ dự SEA Games. Danh sách tập trung đội tuyển quốc gia của Philippines trong tháng 9 đã không có cầu thủ nào đá ở trong nước. Tôi muốn nhấn mạnh, không trận nào ở vòng loại 2 là dễ dàng, nên đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị kỹ hơn để có điểm rơi tốt nhất cho trận gặp Philippines ở Manila vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và nhà cầm quân người Pháp đều hiểu rõ áp lực sẽ rất nặng, nhất là khi phù thủy trắng kiên định nói không với phương thức tập trung dài hạn trước kia để hòa chung với xu thế tập trung ngắn hạn của bóng đá thế giới. Ông và VFF đã có sự linh hoạt, thích ứng với điều kiện đặc thù của Việt Nam khi cả ba lần tập trung đội tuyển Việt Nam đều sử dụng công thức vừa say lúa vừa âm em, tập cùng với đội U23 Việt Nam. Ông Chuzer nhấn mạnh một số thời điểm tập trung ở các kỳ FIFA Days vào tháng 6, tháng 9, tháng 10 năm 2023 chưa phải là đội tuyển Việt Nam mạnh nhất. Khi tới chúng ta bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đội tuyển sẽ có 4 trận giao hữu để thử lửa và giúp huấn luyện viên Tudor tìm ra được đội hình tối ưu, gồm trận gặp Palestine ngày 11 tháng 9, gặp đội Trung Quốc ngày mùng 10 tháng 10, gặp đội Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và gặp đội Hàn Quốc do huấn luyện viên Klinsmann, cựu danh thủ Đức dẫn dắt vào ngày 17 tháng 10. Bình luận viên Quang Huy nhận định Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2026 tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi khi cánh cửa đến World Cup 2026 mở rộng cũng kích thích rất nhiều đối thủ khác cùng chạy đua. Hãy nhìn Qatar, UAE, Uzbekistan đầu tư mạnh mẽ như thế nào. Nhất là cách Uzbekistan chủ động nhận gần hết các giải đấu trẻ AFC cho thấy tham vọng và tầm nhìn của họ. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, chúng ta sẽ phải đối đầu với đội tuyển Iraq, chưa bao giờ là đối thủ dễ dàng. Chưa kể đội tuyển Philippines sẽ mang đến lực lượng mạnh nhất, không thua gì một đội bóng châu Âu. Sẽ rất khó tin để Brunei có thể chặn bước người Indonesia ở vòng playoff. Nếu Indonesia đánh bại Brunei, họ sẽ trở thành đối thủ thứ ba của Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Tại vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở khu vực Đông Nam Á lọt vào đến vòng loại thứ ba World Cup 2022. Thành tích xuất sắc này khiến chúng ta trở thành mục tiêu mà mọi đối thủ đều muốn đánh bại. Mỗi bước đi sẽ rất khó khăn như trên băng mỏng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại dưới phần bình luận của video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Quý vị cũng đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ video nào đến từ kênh Bóng Đá Hot. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.